Mở đầu cuộc họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo ám chỉ rằng đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước giải. Chiến lược gia Hàn Quốc chia sẻ: "Chúng tôi đưa ra chủ đề với kết quả bốc thăm, như vậy thì mục tiêu vòng bảng ra sao và làm thế nào để đạt mục tiêu đó? Các cầu thủ tránh nói về vô địch, họ chỉ nói vào chung kết. Chúng tôi thảo luận, xác định rõ phải làm thế nào để đạt mục tiêu và tới nay may mắn chúng tôi đã vào chung kết." Tuy nhiên, huấn luyện viên Park cũng khẳng định ông và đội tuyển chưa thỏa mãn. "Bây giờ, chúng tôi có mục tiêu mới, đội còn việc phải làm là thi đấu tốt hai trận chung kết với Thái Lan. Trong 5 năm tôi dẫn dắt hai đội U23 và đội tuyển quốc gia, tôi chỉ thua duy nhất một trận trước Thái Lan, đó là trận bán kết lượt AFF Cup 2020. Mục tiêu là trả món nợ này. Mục tiêu thứ hai là ở giải đấu cuối của tôi muốn cùng các cầu thủ mang chiếc cúp vô địch tặng cho những người đã hỗ trợ chúng tôi 2 năm vừa qua, cũng như các cổ động viên. Trước chung kết AFF Cup 2022, kể từ khi được nhà cầm quân Hàn Quốc dẫn dắt, Việt Nam áp đảo Thái Lan ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U23, với 4 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ thua 1. Thái Lan sẽ là đối thủ cuối cùng của ông Park trên cương vị huấn luyện viên các đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng giữa thầy Park với VFF sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 1 năm 2023 và hai bên nhất trí không ký tiếp. Sau khi đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nói rằng toàn đội muốn vô địch như món quà tặng thầy, huấn luyện viên 65 tuổi chen vào: "Tôi nghĩ các cầu thủ không nên chịu áp lực vì tôi. Đã là cầu thủ quốc gia thì phải chiến thắng vì người dân, điều đó mới quan trọng. Việc của tôi mà thành áp lực cho cầu thủ thì không nên, nó nên là động lực." Việt Nam vào chung kết với thành tích phòng ngự ấn tượng, chưa để lọt lưới bàn nào từ đầu giải. Khi phóng viên đề cập đến việc các đội bóng nói Việt Nam chơi tốt nhưng không đẹp mắt, huấn luyện viên Park nghĩ đến chính đối thủ Việt Nam vừa đánh bại ở bán kết. "Các đội nói chúng tôi chơi bóng xù xì, tôi nghĩ có một đội nói nhiều nhất, không biết tôi đoán đúng không, nếu đúng thì chắc là đội đó. Họ nên xem lại mình trước. Bóng đá là môn tiếp xúc, va chạm, nhưng tôi không đồng ý với việc học trò gây chấn thương, nguy hại cho đồng nghiệp. Tôi cũng xin kết thúc việc nói đội của tôi chơi thế này, thế kia." Việt Nam có 4 cầu thủ dính thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở lượt về, nếu nhận thêm thẻ ở lượt đi. Khi được hỏi liệu điều này có ảnh hưởng tới cách tiếp cận trận đấu hay không, huấn luyện viên Park không trả lời cụ thể vì cho rằng câu hỏi ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ. "Mục tiêu trận lượt đi của chúng tôi là chiến thắng," ông khẳng định. "Chúng tôi ưu tiên cho mục tiêu này nên không nghĩ về thẻ phạt." Tại AFF Cup 2022, Thái Lan thiếu một số trụ cột như Chanathip hay Supachak, còn Việt Nam có đội hình mạnh nhất. Nhưng theo huấn luyện viên Park, đó không phải lợi thế của Việt Nam. Thái Lan vắng cũng không quá nhiều người, chủ yếu là Chanathip, huấn luyện viên Park nói tiếp. "Việt Nam cũng vắng Công Phượng. Bóng đá mà phân tích rõ ràng, chi ly quá thì cũng không hẳn đúng." Ở giải đấu cuối cùng dẫn dắt Việt Nam, huấn luyện viên Park cũng chia sẻ ông tập trung tối đa cho đội tuyển, nhưng cách chuẩn bị cho trận chung kết không khác nhiều so với các trận trước. "Tôi không làm việc cá nhân thời gian này," ông nói. "Tôi luôn tỉnh táo thì mới làm tốt được. Còn chuẩn bị trận đấu nào thì cũng như nhau. Tôi và cầu thủ đều áp lực, nhưng tôi không gây áp lực cho cầu thủ qua hành động và lời nói. Điều tốt là đội tuyển không có ai chấn thương. Chúng tôi đã phân tích xong Thái Lan. Tối qua tôi cũng tham vấn huấn luyện viên Malaysia, ông Kim Pangon. Ông ấy là người Hàn Quốc, cũng đã có kinh nghiệm đối đầu Thái Lan hai trận vừa qua. Thái Lan đang là đội có hàng công tốt nhất giải với 16 bàn. Theo huấn luyện viên Mano Ponking, Thái Lan tấn công hay còn Việt Nam có hàng thủ tốt. Huấn luyện viên Park không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. "Việt Nam chưa thủng lưới nhưng cũng ghi 14 bàn, ông nói. "Nếu nhìn con số chỉ chênh hai bàn giữa hai đội mà nói chúng tôi chỉ thủ tốt, công không tốt thì tôi không đồng ý. Chúng ta cũng công tốt chứ không chỉ thủ giỏi. Nhưng người Thái có cách chơi riêng, với những nhóm riêng ở hai cánh. Cách di chuyển của ba tiền vệ cũng rất hay. Tôi nghĩ hàng công của Thái Lan tốt nhưng không đến mức khiến chúng tôi lo sợ. Đúng là cách chơi khiến chúng tôi có chút vấn đề ở tuyến giữa. Hàng công Thái Lan mạnh bởi được hỗ trợ của Jeraton, Sarach và Peradan. Nếu chúng tôi phong tỏa được 3 cầu thủ này, tôi nghĩ không có vấn đề gì với hàng thủ của Việt Nam." Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình lúc 19:30 ngày 13 tháng 1, lượt về diễn ra sau đó 3 ngày trên sân Tham Azad ở Bangkok.